Chương không không một vị hôn thê là dẫn chương trình cầu hoa tươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Một cổ lái hướng thượng hải đường sắt cao tốc bên trên. Gần cửa sổ mà ngồi lâm hàng, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 10 phút, liền muốn đến trạm. Không biết rõ ta cái kia vị hôn thê, tại xuất trạm miệng chờ ta không có. Lâm Hàng tự nói một câu. Hắn chuyến này đến thượng hải, không phải là vì làm việc cũng không phải vì du lịch. Tới mục đích là vì cùng vị hôn thê ở chung. Lâm Hàng vị hôn thê gọi manh tiểu đoàn, năm nay 18 tuổi, là đấu ngư TV PBU về chuyên khu đăng hồng nữ MC. Manh tiểu đoàn không chỉ trên đấu ngư rất nóng, trên TikTok fan hâm mộ lượng cũng đạt tới hơn 1.000 vạn. Nhân khí có thế cao như thế, nàng ngoại trừ dễ nghe tiếng nói, đậu bị phát trực tiếp phong cách bên ngoài, chính là kia tuyệt mỹ vẻ mặt đáng giá. Manh tiểu đoàn cô nàng này có bao nhiêu xinh đẹp đâu? Biết rõ tô đắc kỷ a, nàng là thuộc về tô đắc kỷ loại kia hòa thủy cấp bậc. Một cái nhăn mày một nụ cười, mị thái trăm sinh, xinh đẹp đến không tưởng nổi. Có thể làm manh tiểu đoàn vị hôn phu, đồng dạng nam sinh đoán chừng sẽ kích động nhảy dựng lên. Bất quá lâm hàng đối với cô nàng này, ngược lại là hứng thú không lớn. Lâm hàng nhà hòa thuận manh tiểu đoàn nhà là thế giao, song phương gia trưởng quan hệ phi thường tốt cửa này thông gia từ bé cũng là tại hai người nhỏ thời điểm định ra tới lâm hàng nhỏ thời điểm không ít cùng với manh tiểu đoàn chơi kia thời điểm nha đầu này điêu ngoa tùy hứng còn rất đáng yêu cái mũi hai người cùng một chỗ không ít cãi lộn đánh nhau cụ thể làm sao cãi nhau lâm hàng quên đi dù sao nhỏ thời điểm chỉ cần manh tiểu đoàn vừa khóc lâm hàng mẹ liền sẽ chạy tới thu dọn lâm hàng một bữa mà manh tiểu đoàn làm quá mức mẹ của nàng cũng sẽ bởi vì Lâm Hàn mà trừng trị nàng. Không có biện pháp, Lâm Hàn phụ mẫu muốn nữ nhi, lại sinh một nhi tử. Manh tiểu đoàn phụ mẫu muốn nhi tử, kết quả sinh cái nữ nhi. Song Phương cũng ưa thích đối phương tiểu hài, cũng đối với Lâm Hàn cùng manh tiểu đoàn phi thường hài lòng. Đây cũng là vì cái gì cửa này thông gia từ bé như thế kiên cố, manh tiểu đoàn năm nay vừa mới đầy 18 tuổi tròn, liền lập tức để cho hai người ở chung nguyên nhân. Đối với cửa này thông gia từ bé, Lâm Hàn không phải rất đồng ý, manh tiểu đoàn bên kia cũng là vô cùng phản đối. Lâm Hàn đối nàng ấn tượng không tốt, nàng đối với Lâm Hàn giác quan cũng không ra thế nào địa. Manh tiểu đoàn trước đó là quyết tâm muốn hủy bỏ vụ hôn nhân này, nhưng nàng phụ mẫu là tương đương bưu hãn, nói thẳng nàng nếu là dám hối hôn, liền chạy tới Thượng Hải đánh gãy nàng chân chó. Cuối cùng, mấy phương nhiều lần bàn bạc thỏa hiệp dưới, làm ra một cái quyết định quyết định này chính là nhường lâm Hàng cùng manh tiểu đoạn ở chung một năm, sớm chiều ở chung một năm vẫn là không có tình cảm lời nói, cửa này thông gia từ bé liền coi như thôi. Nếu như một năm sau hai người có tình cảm, liền lập tức tại chỗ kết hôn. Lâm Hàn cùng manh tiểu đoạn cũng tiếp nhận. Nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh sát, Lâm Hàn trong đầu chợt nhớ tới cao hơn sắc trước, mẹ tự ái lời nói. Một năm sau ngươi nếu là không có đem đoàn đoàn giải quyết, đồng thời mang về kết hôn, chính ngươi cũng đừng trở về, lão nương quyền đương không có ngươi đứa con trai này. Nhớ tới lời nói này, Lâm Hàn thật sâu hít một khẩu khí. Tốt xấu ta cũng là một tuần trước vừa mới đã thức tỉnh hệ thống nam nhân, bị bức hôn đến cái này tình trạng, cũng là phục. Lâm Hàn cảm thán nói. Lâm Hàn không phải cái gì người xuyên Việt, hắn liền sinh hoạt tại cái này gọi địa cầu thế giới. Tại một tuần trước, hắn ở nhà chơi, TBUJ Battle Royale, cái này trò chơi thời điểm, bỗng nhiên đã thức tỉnh hệ thống. Lâm Hàn không ít tại trên mạng đọc tiểu thuyết, hệ thống cái đồ chơi này cũng không lạ lẫm. Lâm Hàn đạt được là một cái Thiên Phú hệ thống. Cái hệ thống này bên trong có thật nhiều thiên phú, hệ thống cho một lần rút thưởng bên trong, Lâm Hàn rút được siêu cấp trò chơi Thiên Phú, cái này trò chơi Thiên Phú không có cái gì giết người bạo tiền vàng, nổ đầu bạo bảo rương loại hình, chỉ là đơn thuần tăng lên Lâm Hàn trò chơi Thiên Phú. Có được siêu cấp trò chơi Thiên Phú Lâm Hàn có thể đi đánh bất luận cái gì trò chơi. Chẳng qua trước mắt Lâm Hàn cảm thấy hứng thú nhất võng du, chính là PBUG Battle Royale. Không được đến hệ thống trước, Lâm Hàn chơi PBUG món ăn cảm động. Người nào thể tô lại bên cạnh đại sư, cái gì vạn năm lão âm bức, hắn cũng phù hợp. Cùng địch nhân cách xa nhau 30 mét, cầm trong tay AKM một con thoi đạn quét xong, đối phương một điểm tổn thương không bị, người có dũng khí tin tại thu được ở siêu cấp trò chơi thiên phú ở hệ thống về sau, Lâm Hàng trò chơi thiên phú có vô cùng to lớn tăng lên khổ luyện mấy ngày thời gian, Lâm Hàng đã theo lúc đầu ngư đường cục thái điểu, trở thành ngư đường cục bá chủ. Hắn Lâm Hàng dậm chân một cái, ngư đường cục đều muốn rung ba rung. Đã tự mình có được phương diện này thiên phú, Lâm Hàng cũng chuẩn bị hướng phương diện này đi phát triển. Dù sao hiện tại eSports ngành nghề rất chuẩn mực, dựa vào trò chơi năm nhập trăm ngàn vạn vạn người cũng không phải số ít. Lâm Hàn vị hôn thê manh tiểu đoàn, cô nàng này chính là dựa vào phát trực tiếp TBUV đạt tới năm nhập ngàn vạn cấp bậc. Ông ông! Lâm Hàn đang nghĩ ngợi chính về sau như thế nào tại trò chơi trong vòng phát triển đâu, trong tay điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái. Cầm lấy điện thoại xem xét, là manh tiểu đoàn cho mình phát uy chát tin tức. Lâm Hàn, ngươi nhanh đến đi tại cái này ngắn ngủi mấy chữ đằng sau là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ lâm hàng không muốn chạy đến thượng hải cùng nàng ở chung đồng dạng nghĩ tự do yêu đương nàng cũng không nguyện ý cùng một cái nam sinh ở chung một năm nhưng là phụ mẫu chi mệnh song phương cũng chớ đến biện pháp a nhìn thấy manh tiểu đoàn gửi tới cái tin tức này lâm Hàn ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng sao động ừm còn có mấy phút được manh tiểu đoàn phát tin tức Cùng ta nói rằng ngươi hôm nay mặc là cái gì quần áo, không phải vậy đợi chút nữa ta không biết rõ cái nào là ngươi. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, lâm hàng mặt không đỏ tim không đập hồi phục. Không cần nhìn quần áo, xem mặt, một hồi đi ra người bên trong, đẹp trai nhất cái kia chính là ta. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.